Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Tốt Tiếng Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để tuyển chuông bên cạnh để theo dõi thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Hàng thủ MU đánh rơi điểm số trong trận cầu 6 bàn thắng. MU đã để tuột mất chiến thắng trong những giây phút cuối cùng trước một Everton quả cảm. Mặc dù phải làm khách trên sân của Manchester United, tuy nhiên Everton đã nhập cuộc khá tự tin. Đội bóng áo xanh liên tiếp có những pha phối hợp đẹp mắt, tuy nhiên lại chưa thể tạo ra cơ hội rõ ràng lên khung thành của De Gea. Những phút sau đó, MU đã dần lấy lại thế trận và đội chủ nhà lập tức cho thấy sự lợi hại của mình. Phút thứ 24, Marcus Rashford có đường truyền từ ngoài vòng cấm, bóng đi cuộn và xoáy. Ở phía trong, Cavani đã chọn vị trí khôn ngoan đánh đầu tung lưới Everton ở góc gần. Phải nhận bàn thua bất ngờ, Everton chỉ còn cách dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn quân bình tỷ số. Do vậy, khi vẫn đang loay hoay tìm đường vào khung thành của MU, Everton lại bất ngờ phải nhận bàn thua thứ hai. Vào những giây phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất, quan sát thấy thủ thành Osen mắc lỗi vị trí, Bruno Fernandes đã tung cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm địa, bóng đi xoáy vào góc xa khiến hàng thủ Everton chết lặng. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, MU tạm thời nắm lợi thế với hai bàn thắng dẫn trước. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, Everton nhanh chóng đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi của trọng tài. Và chỉ 7 phút sau khi bóng lăn, đoàn quân của Carlo Ancelotti đã có liên tiếp hai bàn thắng để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Đầu tiên là bàn rút ngắn cách biệt của Doucouré khi tiền vệ người Pháp có cú dứt điểm cận thành sau pha đẩy bóng của thủ thành De Gea. Ở bàn thắng thứ hai, Doucouré cũng để lại dấu giày khi có đường truyền vào chuẩn xác để James Rodriguez vô lê chạy lưới MU đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Nhận hai bàn thua trong vánh, Quỷ Đỏ buộc phải dâng cao đội hình và đẩy nhanh tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng dẫn trước. Sau rất nhiều pha hãm thành nguy hiểm, cuối cùng thầy trò Solskjaer cũng có được điều mình mong muốn. Phút thứ 70, trên chấm đá phạt chếch về cánh trái, Luxor đã có một pha tạt bóng đẳng cấp vào vòng cấm của Everton. McTominay đã có cú đánh đầu ngược hiểm hóc trong pha bóng này, mang về bàn thắng thứ 3 cho MU. Quỷ Đỏ thi đấu trên cơ cho phần lớn thời gian còn lại của trận đấu. Những tưởng thầy trò Solskjaer đã có thể giành trọn 3 điểm thì bất ngờ đã xảy ra trong những giây phút cuối cùng. Xuất phát từ một tình huống lộn xộn trước khung thành của De Gea, Calvert-Lewin có pha băng vào dũng mãnh, đệm bóng cận thành quân bình tỷ số 3 đều cho Everton. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc, MU và Everton cầm chân nhau trong trận cầu 6 bàn. Qua đó, MU vẫn đang kém người hàng xóm Man City 2 điểm và đã thi đấu nhiều hơn 2 trận. Hòa cay đắng Everton, MU nhận thêm tin không vui từ Pogba. Tiền vệ Pogba đã gặp chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu ngay trong hiệp 1 cuộc đối đầu giữa MU gặp Everton. Pogba chỉ chấn thương ở phút thứ 37 trận đấu giữa MU gặp Everton. Cầu thủ người Pháp dù rất cố gắng nhưng không thể tiếp tục thi đấu. Huấn luyện viên Solskjaer buộc phải có những sự thay đổi khi tung Fred vào sân thay thế Pogba. Chứng kiến những bước đi tập tễnh của số 6 trên đường dưới sân, các cổ động viên MU không khỏi lo lắng. Sau trận đấu, huấn luyện viên Solskjaer chia sẻ tình hình của cậu học trò. Pogba gặp vấn đề và bị đau ở đùi. Chúng tôi chưa rõ mức độ, ngày mai cậu ấy sẽ được đưa đi chụp chiếu. Khi ấy chúng ta sẽ biết được tình hình cụ thể. Sự thiếu vắng Pogba ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh của MU trong khoảng thời gian còn lại trận gặp Everton. Dẫn trước 2 bàn sau hiệp 1 do công của Cavani và Bruno, Quỷ Đỏ sớm mất lợi thế với liên tiếp 2 bàn thắng đầu hiệp 2 của Everton. Dù sau đó McTominay tái lập thế dẫn bàn, MU chỉ có thể kết thúc trận đấu với 1 điểm khi để Calvert-Lewin chọc thủng lưới ở những phút cuối cùng. Bom tấn của Arsenal lại dính chấn thương. Trong thất bại 0-1 của Arsenal cho Aston Villa, tiền vệ đắt giá Thomas Partey lại dính chấn thương và chưa rõ phải nghỉ thi đấu bao lâu. Làm khách trên sân của Aston Villa trong trận đấu sớm nhất vòng 23 Premier League, Arsenal được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thật vậy, pháo thủ để lọt lưới chỉ sau hơn 1 phút bóng lăn và bất lực trong suốt khoảng thời gian còn lại, qua đó trắng tay trận thứ 2 liên tiếp tại Premier League. Không chỉ thua trận, Arsenal còn chịu tổn thất về mặt nhân sự với chấn thương của Thomas Partey. Bản hợp đồng bom tấn mà đội bóng Bắc London đưa về ở phiên chợ hè 2020 buộc phải rời sân cùng vẻ mặt nhăn nhó ở phút thứ 74, nhường chỗ cho Willian. Chia sẻ sau trận, huấn luyện viên Mikel Arteta cho biết ông chưa rõ mức độ nghiêm trọng nhưng có vẻ Partey đã dính chấn thương cơ. Tôi không biết rõ nhưng có vẻ Thomas đã gặp vấn đề về cơ. Thomas không thể đá tiếp nên chúng tôi buộc phải rút cậu ấy ra. Tôi chưa biết liệu Thomas sẽ phải ngồi ngoài bao lâu, nhưng chúng ta sẽ biết rõ điều này sau khi kiểm tra chi tiết. Lúc phải rời sân, Thomas cảm thấy không ổn. Kể từ khi gia nhập Arsenal, Partey đã phải nghỉ thi đấu khá nhiều vì chấn thương và mới đá chính vỏn vẹn 9 trận tại Premier League. Chấn thương nặng nhất mà tiền vệ người Ghana gặp phải liên quan đến hông, khiến anh bỏ lỡ 10 trận liền của pháo thủ. Đó là chưa kể bom tấn trị giá 45 triệu bảng, cũng hay gặp những vấn đề liên quan đến thể lực.
Cú ông Ronaldo nổ súng, Juve dễ dàng vượt qua Roma. Cristiano Ronaldo tiếp tục tỏa sáng để ăn mừng tuổi 36 với một bàn thắng để giúp cho Juventus có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Roma. Hiệp một diễn ra vô cùng tốc độ khi cả hai đội đều ào lên tấn công ngay khi nhìn thấy cơ hội. Đội khách Roma là những người kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian hiệp một, nhưng đội chủ nhà mới là những người chơi chủ động hơn. Juventus dù không cầm nhiều bóng, nhưng họ lại sở hữu một siêu sao mang tên Cristiano Ronaldo trong đội hình. Tiền đạo người Bologna cho thấy đẳng cấp của mình dù đã bước sang tuổi 36 với pha ra chân rất nhanh và hiểm hóc bằng chân không thuận để mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút thứ 13. Phần còn lại của hiệp 1 là bàn ăn miếng trả miếng liên tục đến từ hai đội, tuy vậy đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trong khi Roma suýt chút nữa có bàn gỡ hòa sau cú sút sấm sét của Cristante ở phút thứ 21, thì tâm điểm của những tình huống bóng bên phía Juve vẫn luôn là Ronaldo. Thế trận hiệp 2 vẫn không có gì khác biệt, Roma vẫn là đội cầm nhiều bóng hơn, nhưng Juve mới là những người có các cơ hội rõ rệt hơn. Điều gì đến cũng phải đến phút thứ 69, sau pha phối hợp rất tốt giữa hai cầu thủ vào sân thay người, Cuadrado và Kulusevski, bóng được đưa vào bên phía trong cho Ronaldo. Hậu vệ Ibanez đã rất cố gắng để ngăn chặn đường truyền, nhưng vô tình anh lại đưa bóng về lưới nhà. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc, Juventus giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 để vượt qua chính Roma, chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Serie A. Chelsea dục dịch trói chân Thiago Silva. Sau những màn trình diễn đầy thuyết phục của Thiago Silva, Chelsea đang chuẩn bị xúc tiến quá trình gia hạn hợp đồng với lão tướng 36 tuổi. Dù mới cập bến Stamford dưới dạng chuyển tự do vào mùa hè 2020 và đã 36 tuổi, nhưng Thiago Silva vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong đội hình Chelsea. Sau sự có mặt của tân huấn luyện viên Thomas Tuchel, chủ vệ người Brazil càng xây chắc vị thế bất khả xâm phạm. Đây là điều dễ hiểu bởi Tuchel và Silva vốn có mối quan hệ rất tốt từ thời cùng làm việc ở PSG. Chiến lược gia người Đức từng phản đối việc để lão tướng này rời Parc des Princes vào hè 2020. Một trong những lý do khiến mối quan hệ giữa ông với giám đốc thể thao Leonardo thêm rạn nứt. Tái hợp Silva ở Chelsea, huấn luyện viên Tuchel không chỉ coi anh là nhân tố chủ chốt nơi hàng phòng ngự mà còn là thủ lĩnh tuyệt vời, một cánh tay nối dài đến phòng thay đồ. Bởi vậy, thuyền trưởng 47 tuổi rất muốn ban lãnh đạo đội bóng sớm giữ chân tuyển thủ Brazil, người vốn chỉ còn hợp đồng ngắn hạn đến hết mùa giải năm nay. Theo chuyên gia sân tin chuyển nhượng uy tín hàng đầu Fabrizio Romano, Silva cùng người đại diện sẽ làm việc với ban lãnh đạo Chelsea trong vài tuần tới để thảo luận về khả năng gia hạn hợp đồng. Thực tế, giữa trung vệ 36 tuổi với The Blues vốn đã có thỏa thuận về tùy chọn gia hạn thêm một năm. Phía Chelsea được cho là rất hạnh phúc với đóng góp của Silva và sẵn sàng kích hoạt tùy chọn này. Quyết định cuối cùng vì thế thuộc về cựu thủ quân PSG. Nhiều khả năng anh sẽ gật đầu khi được tiếp tục chơi bóng tại Premier League và hợp tác cùng một huấn luyện viên đánh giá cao năng lực của mình. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để tiếng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.